tưởng tượng xem nếu ngày hôm nay các bạn đang rơi vào sự khánh kiệt, áp lực rất lớn về nợ nần trong cuộc sống tài chính cá nhân của mình, thậm chí cái mong đợi khủng khiếp từ gia đình và người thân của mình, 800 tỷ đồng. Wow, đó sẽ là giải pháp cho tất cả những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, đúng không? Và để làm được chuyện đó, các bạn sẵn sàng trả cái giá gì? Có chắc là các bạn sẵn sàng trả cái giá đó? Xin chào các bạn, là người của Mr. Well, anh thầy đẹp trai và chuyên cạc hiện anh học mẹo Wake Your Power. Và ngày hôm nay anh xin được quay trở lại với một chủ đề mà anh đã lâu rồi không làm, nhưng mà thật ra rất là yêu thích, đó là review về phim. Một cái bộ phim mới ra đời gần đây ha, được launch gần đây trên Netflix và làm chấn động ở Việt Nam, lên top 1 popular luôn, đúng không? Đó là Squid Game. Các bạn đã coi Squid Game chưa? Đã coi hết được bộ phim đó chưa? Vượt qua những cái cảnh đầy ốc và máu văng tung tóe tại đầy đường để đến được những cái nút thắt rất đặc biệt mà thú vị ở những tập cuối trong season 1. Right. Thì well, nếu các bạn chưa coi phim thì các bạn có thể cân nhắc xem bộ phim này. Mặc dù đây là bộ phim rất bạo lực, nhưng well, nó có những cái thông điệp anh tin là rất là thú vị, đúng không? Thì nếu các bạn chưa coi, tranh thủ coi bộ phim này, bởi vì trong cái video clip review này anh sẽ có thể spoil một vài thông tin của bộ phim. Sẵn sàng chưa? Let's go. Nếu như thể loại phim sinh tồn hay là dystopia, phản địa đàng đã rất phổ biến với nền điện ảnh của Mỹ hoặc là Nhật Bản, thì thẳng thắn đi, đây là lần đầu tiên mà Hàn Quốc bước vào cuộc chơi này. Squid Game, công bằng mà nói thì vẫn là một cậu em Úc rất là non nớt so với những tượng đài như là Battle Royale hay là The Hunger Games, Liar Games, hoặc là gần đây nhất đó là Alice in Borderland. Nhưng mà xét về thành công trong việc lan tỏa được một cái thể loại phim rất là khó nuốt theo một phong cách rất là Hàn Quốc, thì thẳng thắn mà nói thì Squid Game là một thành công không thể chối cãi. Nói nhanh qua góc nhìn từ dân nghiện phim thì anh sẽ hoàn toàn đồng ý là xét dưới góc độ của dòng phim sinh tồn thuần túy thì Squid Game vẫn còn khá nhiều những khách sạn. Ví dụ như là nhịp điệu thì chậm chạp, các trò chơi vẫn còn rất là đơn giản, hoặc là việc đặc tả diễn biến tâm lý trong khi chơi của các nhân vật thì nó còn nhạt nhòa và thiếu cá tính. Nếu chê thì thật ra sẽ không thiếu cái để chê, và anh cảm thấy là nó cũng không thực tế lắm nếu chúng ta so sánh bộ phim sinh tồn đầu tay của Hàn Quốc với những cái cây đại thụ như là Nhật Bản hoặc là điện ảnh Mỹ. Nếu có một cái đóng góp lớn của Squid Game, đó là với nhịp điệu dễ thở hơn và pha trộn với cái phong cách làm soap opera truyền thống của Hàn Quốc, thì nó đã đưa được không ít khán giả lần đầu tiên tiếp cận được với một dòng phim dystopia hoặc là phim sinh tồn vốn rất là kén người xem. Right. Trong video clip này thì anh sẽ không nhìn dưới góc độ phê bình điện ảnh, mà anh sẽ đi sâu vào khía cạnh mà anh nghĩ là anh mạnh nhất và anh nghĩ là sẽ liên quan nhiều nhất tới sự băn khoăn của tất cả mọi người, đó là tâm lý và hành vi của các nhân vật, đặc biệt là nó liên quan với góc độ của tiền bạc và sự khác biệt giàu nghèo. Các bạn có quan tâm không? Let's go. Thứ nhất, câu hỏi đặt nền tảng cho cả cái câu chuyện của Squid Game, đó là tiền bạc có thể mua được tính mạng hay không? Và câu trả lời dĩ nhiên là không. Bởi vì chúng ta nhìn thấy ở tập cuối của season 1 thì sau khi đã chiến thắng và có được số tiền khổng lồ là 45 tỷ won, gần 900 tỷ đồng, thì nhân vật chính vẫn không thể mua lại được tính mạng của bạn bè của mình, của người thân của mình. Nhưng rõ ràng là cái diễn biến của câu chuyện đó đưa ra một góc nhìn khác, đó là tiền không thể trực tiếp mua lại được mạng sống, nhưng nó có đủ quyền lực để sai khiến người ta thẳng tay cướp đi tính mạng của người khác, của bạn bè, thậm chí của vợ hoặc chồng của mình. Và hiển nhiên trong quá trình đó họ sẵn sàng đặt cược tính mạng của mình vào một trò chơi rất may rủi. Điểm đặc biệt nhất khiến cho Squid Game khác lạ so với những cái bộ phim trò chơi sinh tử khác theo anh, đó chính là chỗ người chơi hoàn toàn tự nguyện khi tham gia vào trò chơi. Bởi vì đối với Battle Royale hoặc là Hunger Game hay là ngay cả Alice in Borderland thì những người chơi họ bị ép buộc tham gia vào trò chơi, họ không có sự lựa chọn, và khi đó họ bị dồn vào cái tình thế bắt buộc phải giết nhau để sinh tồn. Nhưng đối với Squid Game, mặc dù cái diễn biến trò chơi nó chậm và nó bị trì hoãn so với những cái bộ phim còn lại, nhưng ngược lại thì họ dành ra được 4 tập đầu tiên để set up được cái bối cảnh và khắc họa một cách khá là đầy đủ
về cái diễn biến tâm lý của những nhân vật quan trọng trong phim, để rồi nó dẫn đến một tình tiết mà anh nghĩ rất là đắt giá, đó là sau khi họ đã bỏ phiếu để hủy trò chơi sau vòng chơi đầu tiên thì một cách nào đó hầu hết tất cả những người chơi đều quyết định tự nguyện quay trở lại đấu trường sinh tử để đặt cược mạng sống của mình một lần nữa để lấy được số tiền thưởng. Và cái điều tuyệt vời là tất cả mọi người đều có những cái hoàn cảnh và có cái lý do rất riêng của mình để quyết định tự nguyện quay trở lại cuộc chơi. Một anh chàng long nhong ham mê cờ bạc bị vợ ly dị rồi rơi vào áp lực nợ nần, đúng không, quyết quay lại cuộc chơi để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và tìm lại cơ hội gặp lại con gái của mình. Rồi một anh chàng rất thông minh, tài giỏi, một chuyên gia về tài chính, hoạt động tài cao, niềm tự hào của tất cả mọi người xung quanh, để rồi rơi vào núi nợ chỉ vì cuộc chơi đầu tư phái sinh, để rồi đến nỗi mém chút nữa là đã tự sát. Một anh chàng công nhân nhập cư lậu bị lừa đảo, bị nợ lương nhiều tháng trời, để rồi quyết tâm kiếm cái số tiền lớn để đổi đời, right? Rồi một cô bé ở Bắc Triều Tiên bị lừa gạt hết tiền bạc và quyết kiếm tiền để mua lại cái sự tự do và để được đoàn tụ với những thành viên trong gia đình của mình. Một anh chàng gangster bị truy sát vì nợ nần, và thú vị nhất là một người đàn ông đơn thuần muốn được tham gia cuộc chơi chỉ để được cảm nhận lại cái cảm xúc chân thật, bởi vì ông ta bị rơi vào sự buồn chán khi có quá nhiều tiền. Tất cả đều liên quan tới tiền, thiếu thốn tiền bạc, thèm khát tiền bạc và thậm chí chán ngán tiền bạc. Và đây là một cái điểm mà theo góc độ cá nhân anh cảm thấy là nó đắt giá nhất của Squid Game so với những bộ phim còn lại, khi họ để cho những nhân vật khiếp đảm về sự tàn khốc của cuộc chơi đó quyết định từ bỏ để quay về cuộc sống bình thường, để rồi sau đó họ lại bế tắc và khiếp sợ với cuộc sống bình thường và lựa chọn quay trở lại cái đấu trường sinh tử, nơi mà ít ra họ vẫn còn có hy vọng và cơ hội. Đây thật ra là điều ám ảnh nhất và cũng chính là điều tạo nên cái sự lôi cuốn của bộ phim này, nếu các bạn tinh ý nhận ra. Bởi vì mặc dù cái thế giới trong Squid Game nó rất là tráo trở, khắc nghiệt và tàn bạo, nhưng hơn 400 người chơi trong phim đã quyết định từ bỏ thế giới mà chúng ta đang sống để được lao vào Squid Game. Tại sao? Tại vì đến một lúc nào đó các bạn nhận ra là hey, cái bản chất của cuộc sống mà chúng ta đang sống ngày hôm nay đối với những người chơi thậm chí nó còn tráo trở, khắc nghiệt và tàn bạo hơn là cả Squid Game. Đối với anh đây là tầng lớp ý nghĩa dark nhất trong cái bộ phim này. Nhưng mà các bạn sẽ nhận ra đến một lúc nào đó là bản chất của những trò chơi hay là phim ảnh nó cũng chỉ phản ánh lại thế giới chúng ta đang sống, chỉ là nó được làm nhẹ lại. Nếu như trong Squid Game thì có 454 người bị giết hại vì số tiền thưởng, thì thẳng thắn đi, chúng ta đã tự tay giết hại bao nhiêu đồng loại của mình trong tất cả những cuộc chiến tranh từ xưa đến nay để có được đất đai, tiền bạc hay quyền lực. Và rồi từ mẫu giáo cho đến trường phổ thông, rồi sau này là đại học, gia đình, công sở, có khi nào vì một miếng bánh, một món đồ chơi hay là gia tài thừa kế hoặc sự thăng tiến trong sự nghiệp là người ta trở mặt đâm sau lưng nhau mà hãm hại nhau? Có. Và các bạn đã bao giờ đối diện với những thực tế đó hay chưa? Và đó chỉ là một miếng bánh, một miếng đồ chơi hay là một chiếc trưởng phòng. Còn trong trò chơi này quá, đó là 45 tỷ won. Cho nên anh phải thẳng thắn và nói là cái điều dark nhất trong cái bộ phim này và ám ảnh nhất, đúng không? Đó là nó không lấy bối cảnh của một cái thế giới giả tưởng, đúng không? Mà nó xây dựng được cái sự kết nối rất chặt chẽ giữa cái thế giới trong game và thế giới bên ngoài của chính chúng ta đang sống. Để rồi đến một lúc nào đó trong cái thời lượng của bộ phim sẽ có những khoảnh khắc mà chính chúng ta cũng sẽ hoang mang và tự hỏi mình là nếu mình phải sống trong cái tình huống đó, liệu mình có đủ sức để đưa ra một lựa chọn khác hay hơn hay không? Đó chính là khoảnh khắc mà các bạn sẽ lắng nghe được con quỷ ở bên trong của mình lên tiếng. Đây là điểm cộng rất đặc biệt của Squid Game so với những bộ phim đi trước. Nó dẫn mình đến yếu tố số 2 của cái dòng phim rất là bạo lực này. Đó là hey, những cái bộ phim rất là bạo lực, tăm tối và độc ác này nó có độc hại quá không? Và tại sao không xem những cái bộ phim tích cực, tươi sáng, right? Thì thẳng thắn mà nói đó là triết lý của cái dòng phim phản địa đàng, dystopian. Đó chính là trên cái phông nền đen tối và u ám thì những cái chấm sáng sẽ thật sự trở nên rất nổi bật. Giống như một cái câu nói mà anh rất thích của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tâm sự về những cái ngày tháng
lớn lên trong tuổi trẻ của ông. Ông lớn lên trong chiến tranh, trong sự mất mát, trong bạo lực, trong lòng tham, trong cái sự tuyệt vọng cùng cực của tuổi trẻ. Và trong một cái bài viết của mình thì Trịnh Công Sơn đã nói là có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Anh không biết các bạn có cảm nhận được điều đó hay không, nhưng nếu chúng ta nhìn ra được cái ngày tháng mà Trịnh Công Sơn đã lớn lên, chúng ta sẽ nghe ra được trong cái tâm sự đó một nỗi niềm tuyệt vọng rất là lớn. Và rồi Trịnh Công Sơn nói là khi đi đến tận cùng của niềm tuyệt vọng thì ông tìm thấy được tình thương và sự bao dung. Và vì vậy đối với cái dòng phim rất là bạo lực và đen tối này, khi mà chúng ta không còn khiếp sợ, chúng ta sẽ ý thức được sự tồn tại của bóng tối, của cái ác, của những giả tâm xung quanh và ngay bên trong chính mình. Lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu trân trọng những tia sáng của sự bao dung, của sự nhẫn nại, của tình thương và lòng nhân hậu. Thì đó chính là cái điểm nhấn rất ít ỏi nhưng mà cực kỳ đẹp và nổi bật trong những cái dòng phim phản địa đàng, những dòng phim sinh tồn. Khi chúng ta nhìn thấy những cái kẻ đói khát ngồi bên nhau và rồi nhường nhau một cái miếng ăn ít ỏi, đúng không? Chúng ta nhìn thấy cái sự chấp nhận và bao dung giữa những con người cô đơn nhất, những con người bị chà đạp và cùng quẫn nhất. Thậm chí chúng ta nhìn thấy những khoảnh khắc tâm sự và trải lòng, đồng cảm giữa hai con người mà chỉ ít phút sau đó họ sẽ phải tước đoạt tính mạng của nhau. Người ta nói là cái tình thương đó hoặc là cái sự quan tâm đó nó xến xúa, nó Hàn Quốc quá. Nhưng mà các bạn có biết không, là những ai đã thật sự sống qua những cái địa ngục trần gian và sinh tồn quay trở về đều đã khẳng định là những hành vi đó đều có thật đó nghe các bạn. Trong một cuốn sách rất là nổi tiếng của giáo sư Viktor Frankl, thì ông là giáo sư tâm lý học đã sống sót trong cái trại tập trung Do Thái của Đức Quốc xã, và ông là người tận mắt chứng kiến được cái địa ngục trần gian đó. Và cái điều khiến cho ông xúc động và sững sờ nhất sau 3 năm sống trong trại tập trung chính là một cái điều kỳ diệu nào đó, khi mà chính những cái người nỗ lực để đút cái mẩu bánh mì cuối cùng của mình cho một người bạn tù sắp chết lại là người có xác suất sinh tồn cao hơn tuyệt đối so với những người nỗ lực cướp đi miếng ăn từ một cái người kiệt sức. Và chính cái trải nghiệm tuyệt vời đó đã cho ông cái cảm hứng để viết những cuốn sách Man in Search for Meaning. Và đó cũng là cái cuốn sách gợi cảm hứng rất là lớn cho thầy của anh sau này, đó là giáo sư Stephen Covey, viết ra một cái cuốn kiệt tác khác, đó là The Seven Habits of Highly Effective People. Right. Ok, chỗ này anh không kể nhiều quá, các bạn xem rồi nhiều khi các bạn lại bị spoil nha. Nhưng mà anh khuyến khích là nếu các bạn thật sự nuốt được cái dòng phim này, đúng không, thì các bạn xem và cảm nhận những cái chi tiết đó thì mình sẽ thấy là Squid Game thật sự là một cái bộ phim phản địa đàng rất là thú vị, đúng không? Và tạm tin anh đi, khi rơi vào nghịch cảnh thì chắc chắn chúng ta sẽ kinh ngạc với cái sự khốn nạn, xảo trá hoặc là sự dũng cảm và nhân hậu của chính mình. Cái thứ ba, trên cái phong nền u tối và cái cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra đó, thì thật ra nó không chỉ là những cái trò chơi, mà cái cuộc chiến lớn là cái diễn ra trong nội tâm của mỗi nhân vật. Cuộc chiến giữa lòng tham và sự chính trực, giữa tình thương và nỗi khiếp sợ, giữa lòng nghĩa hiệp và sự phản trắc. Và dĩ nhiên, cũng tương tự như tất cả những cái bộ phim sinh tồn khác, chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự dằn vặt và đau đớn rất là lớn của người chơi khi họ phải đưa ra những quyết định khắc nghiệt nhất trong những khoảnh khắc cao trào của các thử thách. Và hầu hết các bộ phim, chúng ta cũng nhìn thấy cái chiến thắng cuối cùng của các nhân vật chính diện sẽ không đến từ sự xảo trá, bạo lực hoặc sức mạnh, mà thông thường nó sẽ đến từ tình thương và sự dũng cảm. Tuy nhiên là riêng đối với Squid Game thì cá nhân anh thấy không thỏa mãn với sự phát triển tâm lý của nhân vật chính diện. Bởi vì khởi đầu thì anh ta là một anh chàng rất là cặn bã, vô công rồi nghề, rồi ăn cắp hết tiền tiết kiệm của một bà mẹ rất là cực khổ tần tảo nuôi mình, để đốt sạch tiền bạc nó vào cờ bạc. Right? Anh ta cũng chả thông minh, cũng chả khỏe mạnh, khéo léo gì đó, không thể lo cho mẹ, không thể lo cho con gái của mình, và thậm chí buông thả với chính bản thân của mình luôn. Vậy mà tới lúc bước vào trò chơi thì ta nghĩ là cái điều vô lý nhất đó là nhân vật chính lại được khắc họa đột nhiên hóa thân thành một người khá là lanh trí, dũng cảm. Chưa kể là điều quan trọng nhất đó là anh ta đột nhiên trở thành một người đầy lòng nhân hậu, cái sự quan tâm và bảo bọc người khác. Đây là điều khó có thể chấp nhận, bởi vì một kẻ không thể lo cho bản thân mình thì chả bao giờ quan tâm đến người khác. Đến mẹ mình mà cũng không bảo vệ và chăm sóc được thì làm sao có đủ bản lĩnh để chăm sóc hay bảo vệ người dân được. Right?
Do vậy cái việc mà nhân vật chính đột nhiên sở hữu được một sức mạnh huyền thoại, đó gọi là sự bao dung từ trên trời rớt xuống, đó là chi tiết mà anh không thể nuốt nổi. Anh nhắc lại nghe, là chỉ có người nào trân trọng được bản thân của mình thì mới có thể chân thành yêu thương người khác được. Và chỉ những người có thể chăm sóc và bảo vệ được những người gần mình nhất, người thân của mình, thì mới đủ bản lĩnh để cưu mang và bảo vệ những người xa lạ. Bản lĩnh phải được nuôi dưỡng từ trong ra ngoài, không thể khác được. Cho nên đó là một sự thất vọng đối với anh. Cuối cùng, nếu nhân vật chính diện là một sự thất vọng, thì ngược lại, nhân vật phản diện lại là nhân vật làm anh thích thú nhất trong cái bộ phim này, đặc biệt là từ góc độ tài chính. Ok, ở tập cuối cùng, khi mà trùm cuối xuất hiện, it's beautiful, right? Dĩ nhiên đó là một cái cú twist rất là lớn và rất là ngoạn mục trong bộ phim này. Nhưng mà điều còn ngoạn mục hơn á, đó là chúng ta ngạc nhiên khi thấy là mình không có căm ghét cái người đã thiết kế và bày ra cái trò chơi rất là tàn bạo này, mà ngược lại chúng ta cảm thấy một chút gì thương hại và xót xa cho nhân vật phản diện. Và điều thú vị là cái bộ phim này đã không khắc họa nên một cái nhân vật giàu có phản diện rất là boring, rất là nhàm chán theo cái phong cách truyền thống, đó là một cái người kiếm được rất nhiều tiền một cách bất chính, sau đó trở thành một cái người tham lam, kịch cỡm và hung tợn. Không, đó là cái loại trùm cuối đã quá là nhàm chán và tầm thường trong tất cả những cái bộ phim. Right, trong Squid Game chúng ta nhìn thấy nhân vật phản diện là một người siêu giàu đã vươn lên từ cái nỗ lực chính đáng trong cuộc đời của mình, là một người có bản lĩnh, có trải nghiệm sống sâu sắc và đặc biệt là có một cái khát khao được sống rất mãnh liệt. Chúng ta cảm nhận được ông ta cái sự tuyệt vọng đến cô đặc đối với cuộc đời, đối với con người, và bên cạnh đó là niềm khát khao rất mãnh liệt để được sống, để được cảm nhận lại những cảm xúc chân thật, thậm chí để được tin vào sự còn sót lại của lòng nhân hậu. Cho nên đây là một nhân vật phản diện rất độc đáo. Và đến cuối bộ phim thì chúng ta cảm thấy xót xa như là chính nhân vật chính, khi mà chứng kiến cái nhân vật phản diện trút hơi thở cuối cùng của mình, nhanh mất vài giây đã rồi không kịp nhìn thấy cái tia sáng của tình thương và niềm hy vọng mà ông ta đã chờ đợi cả cuộc đời của mình. Một điều mà anh đặc biệt thích về cách mà đạo diễn xây dựng và mô tả tâm lý của nhân vật phản diện này, đó là ông ta là người đã có một tuổi thơ và một gia đình rất đẹp, một cái khát khao rất trong sáng để vươn lên trong cuộc sống. Nhưng rồi khi mà ông ta vươn đến đỉnh cao của kim tự tháp thì ông ta thất vọng, nhìn ra cái sự gian trá và độc ác của con người, và khủng khiếp nhất là ông ta đối diện với sự buồn chán. Sự buồn chán, wow. Phải là một người rất sành sỏi và hiểu về tâm lý con người thì đạo diễn mới lựa chọn cái sự buồn chán làm cái thử thách khủng khiếp nhất đối với nhân vật phản diện và tạo nên cái tính cách của nhân vật phản diện. Những bộ phim thông thường hay lựa chọn một cái cách an toàn hơn để xây dựng cái động cơ của nhân vật phản diện, đó là lòng tham hoặc là sự căm thù, giận dữ. Nhưng để lựa chọn cái sự buồn chán là một lựa chọn rất đắt giá. Bởi vì sao? Bởi vì nó cực kỳ đúng. Mặc dù hầu hết mọi người sẽ không thể cảm và không thể chấp nhận được điều đó. Năm 2005, khi mà anh tham gia một cái khóa học về tài chính và đầu tư với James Skinner, là người thành lập và quản lý một cái quỹ đầu tư rất nổi tiếng với kỷ lục là huy động được 4 tỷ đô la trong vòng một tuần. It's beautiful. Thì ông dạy cho bọn anh hiểu được ba cái loại cảm xúc nguy hiểm nhất để có thể hủy hoại được tương lai tài chính của các bạn, đó là lòng tham, nỗi sợ và sự giận dữ. Và rồi ông dạy cho bọn anh tất cả những cái phương pháp, những cái thủ thuật tâm lý và những kỹ thuật đầu tư để có thể kiểm soát được ba cái loại cảm xúc nguy hiểm đó, đúng không? Thì đó là cái nền tảng của cái tư duy và đầu tư và tài chính. Nhưng mà anh không bao giờ quên được, đó là đến cuối khóa học thì sau khi đi dạy xong tất cả những cái bài giảng thì ông mới chia sẻ với bọn anh là trùm cuối của sự giàu có thực ra không phải là lòng tham, nỗi sợ hay sự căm thù, mà trùm cuối là sự buồn chán. Như đó, ông nói đó là cái thử thách khủng khiếp nhất mà không phải là người giàu, mà những người siêu giàu, những người đứng trên tất cả mọi người sẽ phải đối diện. Ông chia sẻ với bọn anh là khi mà các bạn sở hữu được tất cả tiền bạc, quyền lực, thậm chí ái tình, thì điều khủng khiếp nhất sẽ xảy ra, đó là không còn bất cứ thứ gì có thể làm cho các bạn hạnh phúc được nữa. Và lúc đó sự buồn chán sẽ kiểm soát cuộc đời của các bạn. Và nếu chúng ta không hiểu và không vượt qua được cái sự buồn chán đó
thì người ta sẽ rất dễ bị chìm đắm vào những cái thú vui thác loạn hoặc là những cái cuộc chơi không có điểm dừng. Họ sẽ không ngừng mở rộng tất cả những cái việc kinh doanh của mình, thậm chí là họ bước vào những cái trải nghiệm rất là mạo hiểm như là đi thuyền vượt đại tây dương, đi kinh khí cầu vòng quanh trái đất, thậm chí bay ra ngoài vũ trụ. Và rồi thậm chí nếu mà nếu như họ rơi vào ăn chơi và sa đọa thì họ sẽ rất dễ hủy hoại thể xác và tinh thần của mình. Thì đó là cái trùm cuối mà ông chia sẻ với bọn anh. Và thậm chí sau khi chia sẻ xong thì James Skinner cũng không dạy bọn anh cách để xử lý ông trùm đó. Đó là cái bài tập về nhà hóc búa nhất mà bọn anh nhận được 15 năm về trước, không có lời giải. Mãi tới 15 năm sau thì bọn anh mới tìm cho mình cái câu trả lời cho cái bài toán hóc búa đó. Cho nên là anh nói thật với các bạn là anh đã rất ngạc nhiên và thích thú khi coi tới cái đoạn twist ở cuối phim. Nó rất là thật và rất là đúng về tâm lý của những người siêu giàu. Thông qua trải nghiệm với những người siêu giàu mà anh có dịp gặp hoặc là có dịp tìm hiểu thì anh cam đoan với các bạn điều đó rất chính xác. Và vì vậy mà Squid Game mùa 1 nó đã kết lại bằng cái hình ảnh của nhân vật chính quay đầu quyết định trở lại Squid Game. Thay vì bước lên máy bay để tìm đến với một cái cuộc sống bình an hơn, dễ dàng hơn thì anh ta quay trở lại. Nhưng không phải quay trở lại Squid Game để trả thù, mà có thể là quay trở lại để chứng minh cho nhân vật phản diện thấy sự tồn tại của lòng trắc ẩn và nhân tính. Và biết đâu anh ta sẽ tìm được câu trả lời cho cả cái sự bế tắc mà chủ nghĩa tư bản hiện đại, của lối sống tiêu thụ và tôn thờ tiền bạc mà cả nhân loại ngày hôm nay đang đối diện. You never know. Và anh tin là câu trả lời sẽ là một sự cứu rỗi cho linh hồn cô độc và tuyệt vọng của nhân vật phản diện. Cho nên anh biết là đạo diễn của Squid Game đang rất là mệt sau khi hoàn thành được cái season 1 của mình. Cho nên là hãy cầu mong cho ông ta có rất nhiều sức khỏe, ý chí và sự khôn ngoan và sâu sắc để xây dựng được tình tiết và diễn biến cho Squid Game season 2. Và anh em chúng ta cùng lắp chiếc dép mọi đời. Ok. Và cuối cùng, riêng về những cái quan niệm và cách hiểu sâu sắc hơn về tiền bạc, rồi cách làm chủ được cái sự tham lam bằng các cột mốc cụ thể về tài chính, thì nếu mà bạn nào quan tâm, các bạn có thể tìm hiểu trong buổi học cơ bản về tài chính cá nhân với anh ở trên Zoom. Anh để link trong description. Ok. Còn lại, sau Squid Game, nếu mà các bạn là những tấm chiếu mới đến với dòng phim Phản Địa Đàn và dòng phim Sinh Tồn, thì anh highly recommend với các bạn Alice in the Borderland. Đó là bộ phim mà cá nhân anh cảm thấy cuốn hút và đã hơn cả Squid Game nữa kìa. Cuối cùng là nếu các bạn có những cái quan điểm và góc nhìn của riêng mình về Squid Game, anh rất mong được nghe những cái chia sẻ của các bạn. Hoặc nếu các bạn thật sự hứng thú về cái reaction cho Alice in the Borderland thì hãy comment ở bên dưới. Anh sẽ sắp xếp thời gian để làm review cho mọi người. Rồi, hết rồi đó. Còn biết làm gì tiếp theo chưa? Nhấn subscribe, nhấn like, nhấn cái chuông để nhận thông báo và comment và chia sẻ cho anh góc nhìn và những nhận thức mới mẻ mà các bạn có được sau video clip này. Nhớ nha, chúng ta là một thế hệ hành động. Xin được đồng hành cùng với các bạn. Thank you.